đuổi loa cũ, lên đời loa full JBL mới, độc nhất và duy nhất trong năm. JBL, hãng âm thanh nổi tiếng hàng đầu trên thế giới đến từ Mỹ, luôn là sự lựa chọn số 1 của các tín đồ âm thanh. Đặc biệt là với bộ đôi loa JBL MTS-10 và MTS-12, có thể nói là dòng loa full bass 25 và bass 30H karaoke nghe nhạc hay nhất và bán chạy nhất trong năm qua của JBL USA đánh giá. Tại Bảo Châu Elec thì hàng trăm công trình đã được lắp đặt dòng loa này từ khi ra mắt. Hai model này cũng là ước mơ của rất nhiều người đam mê âm thanh, đặc biệt với những người đang muốn đổi bộ loa cũ nhà mình. Vì thế, chương trình đổi loa cũ lấy loa full JBL mới với những chính sách thoáng chưa từng có trên thị trường được cho là thỏi nam châm khó cưỡng cho những khách hàng này. Không chỉ phá bỏ hoàn toàn phiền phức cho khách, giúp họ xử lý bộ loa cũ nhanh chóng, mà bạn còn có thể lên đời bộ loa nằm truyền thống nhà mình đổi lấy chiếc loa full cao cấp mang lại nhiều ưu việt hơn. Giá đổi chỉ còn 16.990.000 đồng với sản phẩm loa full JBL MTS-10 Bass 25. Giá đổi chỉ còn 19.500.000 đồng với sản phẩm loa full JBL MTS-12 Bass 30. Cơ hội lịch sử chỉ có một lần, sốc nhất từ trước đến nay, ai không đổi là tiếc quanh năm đó. Và điều kiện đổi thì sao? Tất cả các loa của bất kỳ thương hiệu nào trong tình trạng cũ, nát, hỏng, trừ loa vi tính và loa Bluetooth ra, lên đời ngay loa JBL MTS nhập khẩu 3 sao mà hàng nghìn gia đình đang sử dụng. Với quy trình đổi loa mới cũng rất đơn giản. Cách 1, khách hàng có thể mang trực tiếp loa cũ đến showroom gần nhất của Bảo Châu Elec và nhân viên sẽ tiếp nhận và hỗ trợ đổi mới. Cách 2, khách hàng gửi loa cũ đến showroom gần nhất của Bảo Châu và Bảo Châu Elec sẽ gửi loa mới về tận nhà cho quý khách. Thời gian và phạm vi áp dụng từ ngày 5 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2021 cho tất cả khách hàng tại showroom Bảo Châu Elec trên toàn quốc. Mỗi khách hàng được đổi một cặp loa, áp dụng 22 đôi loa duy nhất. Lưu ý, nếu hết số lượng, chương trình đổi sẽ kết thúc sớm. Nhận đặt cọc với những khách hàng muốn giữ sản phẩm được đổi, áp dụng cọc từ 2 triệu đồng. Đây là một chương trình giúp ích rất lớn cho người dân Việt Nam có thể nâng cấp bộ dàn karaoke nhà mình và với mức chi phí cực kỳ thấp. Ngoài ra, hiện tại Bảo Châu Elec đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi đang chạy như đổi mic cũ lấy mic mới, đổi âm ly lấy combo phục đẩy vang số, sản phẩm VEK giảm đến 50%, vân vân. Đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng và đó cũng là động lực giúp Bảo Châu Elec ra nhiều chương trình khuyến mãi tốt hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!